qua bao thóp. Facebook Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York từ 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali từ 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris từ 3 giờ đến 5 giờ chiều. Sydney từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng, con nhật mình thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Bài học hôm nay, thứ năm ngày 15 tháng 4 năm 2021 Phật 2005, giáo trình thắng pháp áp cảnh quan trọng của tâm thức 4 môn đoà rác, đồng giảng sư ngài Từ Siêu và thượng tọa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá và con kính nhân Minh Đánh Sư ạ. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thích thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh. Gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, tiếp tục chương trình, chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh ngài Từ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính nhân minh đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư thiên văn đệ tử Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học thắng pháp, trở lại với sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Khía cạnh thứ tư sẽ nói về môn đoà rác. Khi mà chúng ta học về tâm chúng ta phải biết rõ về môn. Ngài Anuruddha trong Abhidhamma Thassagraha
thống pháp tập ý luận ngài nêu ra sáu cái khía cạnh quan trọng này. Để làm nền, làm cơ sở cho cái việc mà hiểu được diễn trình tâm thức. Và hôm nay thì Thượng tọa Nhất Đẳng sẽ giảng giải ý nghĩa bài học này. Hôm nay chúng ta sẽ học luôn cả ý nghĩa sáu môn. Mỗi môn có những tâm nào hiện qua, và mỗi một tâm sẽ nương được bao nhiêu môn. Đó là ý nghĩa chính của bài học. Còn bây giờ thì trước khi thỉnh Thượng tọa giảng sư, xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho bài học. Xin mời cô Nhật Quỳnh. Nam mô Phật thầy. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tự Siêu đã từ bi dẫn nhắc bài học ngày hôm nay. Dạ, con xin phép được đọc bài học. Bài học hôm nay: sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. 4. Môn đoà rá. Chữ môn đoà rá trong chữ Phạn và chữ Hán đều mang cả hai nghĩa: cánh cửa hay lối ra vào. Ngay cả trong nghĩa bóng cũng có nghĩa tương tự như Phật môn. Chữ môn đo rá trong bài học này có nghĩa là đường đi, lối về của tâm thức. Bởi vì khi nói đến sáu môn là nói đến sáu giác quan, nên một trong số người học thường đọc thoáng qua với một vài ngộ nhận. Trước hết, không nên hiểu môn ở đây là lối ra vào chứ không phải là cánh cửa. Sáu môn là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Năm môn đầu tương đương với nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thiệt vật, thân vật. Nhưng ý môn thì lại không, là sắc ý vật. Điều này có nghĩa quan trọng giải thích tại sao tâm thức có thể hoàn toàn độc lập với vật chất. Khi nói đến nhãn vật thì hiểu là con mắt, nhĩ vật là lỗ tai, vân vân. Đó là cách nói chung chung. Nhưng nói chính xác thì nhãn vật là đồng tử nằm trong con ngươi, thần kinh nhãn. Giống như ông ta nói, quanh COVID DC là cửa vào Hoa Kỳ ở phía tây của Canada. Nhưng nếu nói rõ thì phải nói cửa khẩu gì nằm ở đâu. Sự liên hệ giữa tâm và môn không giống như căn và thức. Nhãn căn chỉ có thể nói nơi nương tựa của nhãn thức, nhưng là lối ra vào của 46 tâm. Như vậy thì phải phân biệt rõ nhãn môn là nhãn căn, nhưng tâm sanh khởi xuyên qua nhãn môn không phải chỉ có nhãn thức. Sáu môn gồm có: một, nhãn môn chách khu đòa ra, là lối ra vào qua thần kinh nhãn. Có 46 tâm sanh khởi qua nhãn môn là: hai, tâm nhận thức; hai, tâm tiếp; ba, tâm kiểm tra; ba, tâm duy tác vô nhân; 12, tâm bất thiện; 24, tâm giới tịnh hảo. Dạ con sai rồi. 24 tâm dục giới tịnh hảo. Để dễ nhớ thì lấy 54 tâm dục giới trừ cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức và cặp thân thức. Hai, nhĩ môn Sotodhara là lối ra vào qua thần kinh nhĩ. Có 46 tâm sanh khởi qua nhãn môn là: hai, tâm nhĩ thức. Nè, con thấy hình như cái chữ này hơi bị sai.
Dạ không biết có phải không, 46 tâm sanh khởi qua nhĩ nhĩ môn mới đúng phải không quý ngài? Dạ. Là hai tâm nhĩ, hai tâm tiếp nhận, ba tâm kiểm tra, ba tâm duy thức vô nhân, 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tịnh hảo. Ba môn Gana đòa ra là lỗi ra vào qua thần kinh tỷ. Có 46 tâm sanh khởi qua thần kinh môn. Dạ, cái này cũng là nhãn môn tiếp. Dạ, là hai tâm tỷ thức, hai tâm tiếp nhận, ba tâm kiểm tra, ba tâm duy tác vô nhân, 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tịnh hảo. Ba thiệt môn Chùy hà đòa ra là lỗi ra vào qua thần kinh thiệt, có 46 tâm sanh khởi qua tầm qua thần kinh thiệt, là tâm nhĩ thiệt và tâm nhĩ thức. Con dạ con xin đọc lại cái câu này. Có 46 tâm sanh khởi qua nhĩ môn là hai tâm nhĩ thức, hai tâm tiếp nhận, ba tâm kiểm tra, ba tâm duy tác vô nhân, 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tình hảo. Bốn thân môn Cà giác đòa ra là lỗi ra vào qua thần kinh thân, có 46 tâm sanh qua thần kinh thân. Hai tâm nhĩ thức, hai tâm tiếp nhận, ba tâm kiểm tra, ba tâm duy tác vô nhân, 12 tâm bất thiện, 24 tâm dục giới tình hảo. Sáu ý môn Mano đòa ra là lỗi ra vào không thuộc năm môn kể trên. Đây là trưởng đối phải được đặc biệt lưu ý. Tâm sanh qua ngõ ý, ý môn không được kể là ý vật, sắc nương của ý thức, mà là tiềm thức. Pháp Hoành Gia có quan điểm khác biệt từ những vị giảng dạy nổi danh trong quá khứ về điểm này. Một là ý môn là tiềm thức, Pháp Hoành Gia nói chung. Hai là ý môn chỉ là tiềm thức gián đoạn. Pháp Hoành Gubache Đá cũng gọi là hộ kiếp dứt dòng. Thuật ngữ này sẽ được đề cập rõ khi nói về diễn trình tâm thức. Theo cách nói của Thắng Pháp thì khi tâm nào là tiềm thức thì là ý thức môn, mà tâm nào là ý môn thì kể là tâm không nương môn nào cả. Để biết chính xác tâm nào nương ý môn cần trở lại chức năng của tâm thức. Những tâm nào có chức năng tiềm thức thì là ý môn chứ không phải là tâm sanh qua ý môn. Trường hợp nếu tâm kiểm tra Santirana thì khi là tiềm thức thì tâm này là ý môn, nhưng khi làm việc kiểm tra thì tâm sanh qua ý môn. Những tâm quả làm việc dư hưởng cũng là một thí dụ khác nghĩa tương tự. Có tổng cộng 67 tâm sanh qua ý môn. Để hiểu rõ hơn điều này về môn đò ra, cần ghi nhận 5 trường hợp. 1. Tâm nương nhất môn gồm 68 tâm là ngũ song thức. 18 xử lý đáo đại và 40 tâm siêu thế. 2 tâm nhãn thức chỉ nương nhãn môn. 2 tâm nhĩ thức chỉ nương nhĩ môn. 2 tâm tỷ thức chỉ nương tỷ môn. 2 tâm thiệt thức chỉ nương thiệt môn. 2 tâm thân thức nương thân môn. 18 xử lý đáo đại và 40 tâm siêu thế chỉ nương ý môn. 2. Tâm nương ngũ môn gồm có 3 tâm là 2 tâm tiếp nhận và 1 tâm khai ngũ môn. 3. Tâm nương lục môn cố định, tâm kiểm tra thọ hỷ, tâm khai ý môn, tâm ứng cúng sinh tiếu, 8 tâm thiện dục giới, 8 tâm duy tác trục giới hữu nhân. 4. Tâm nương lục môn bất định gồm 12
gồm 10 tâm là hai tâm kiểm tra thọ xả, 8 tâm quả dục giới tình hảo. 5. Tâm không môn tại là ý môn nên không nương môn á. Không nương môn. Điểm này có khác biệt trong cách giải thích của những học giả về quan điểm là chỉ có tiềm thức gián đoạn hay cũng gọi là hộ kiếp dứt dần mới là ý môn. Người học cần lưu ý là bài học này với nhiều con số chỉ đặt cho biết để tham khảo về sau, không cần có nhớ khiến rối trí. Thắng pháp Abhidhamma trình bày các pháp với sự tinh xác về ngữ, nghĩa và những con số, nhưng nếu tự tạo áp lực quá lớn về sẽ làm mất hứng thú trong việc học và tự mình khiến việc học trở nên khó hiểu, khó nhớ. Cần nắm rõ ý chính, những con số có thể tra cứu lại và cũng nên nhớ chính những con số. Hoặc nhìn thì rắc rối nhưng lại cho chúng ta chính xác không ngờ. Và bản kính văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng trong room thành kính lãnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư. Xin được hỏi quý Phật tử có nghe được không? Chào mừng. Nam mô Bổn Thầy ạ. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Sư, đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước nhất thì xin được rất là hoan hỷ tán thán cô Nhật Quỳnh đã trong lúc đọc bài đã nhận ra có sự sai sót trong bài viết và cô cũng tự điều chỉnh sửa đổi đúng theo những gì cần được sửa đổi. Đó cũng là điều rất đáng hoan hỷ. Có nhiều khi có những vị đọc chỉ có đọc thôi chứ không có suy xét thì nó cũng là một điều mà các vị giảng sư phải tự sửa chữa. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà người đọc và tự sửa chữa như vậy cũng là một cái dấu hiệu rất là đáng hoan hỷ. Thường thường là có những điều mà nó hơi giống nhau, chúng ta chỉ copy rồi dán trở lại, sao chép rồi dán lại mà sửa không hết. Đây cũng là một cái lỗi, một sự kinh xuất. Xin được sám hối cùng chư Tôn Đức và xin lỗi quý Phật tử. Bây giờ thì chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, sáu môn như lời dẫn dắt của Thượng Tọa Tuệ Siêu thì là một phương diện quan trọng để chúng ta học về diễn của tâm thức. Chúng ta đã học về nhân, rồi chúng ta đã học về các chức năng vân vân, thì về môn nó cũng là một khía cạnh rất là quan trọng để chúng ta hiểu về diễn tình của tâm thức. Và khi đề cập đến sáu môn đó thì chúng ta cũng nên hiểu rằng chữ đoa rá có nghĩa là cánh cửa, nhưng mà cũng có nghĩa là lối vào. Về cái cách nói này đó thì dù trong chữ Phạn hay chữ Hán, ở trong những cái cách dùng thì nó cũng có cách nói rất là giống nhau. Tức là chúng ta nói nghĩa đen, chúng ta nói nghĩa bóng, ví dụ như chúng ta nói là Phật môn. Phật môn là cửa Phật, cửa Phật từ bi. Thì ở đây chúng ta không nói là cánh cửa, mà chúng ta nói rằng lối vào. Lối vào. Chữ tức là thỉnh thoảng cũng nghe một vài cái tác phẩm dùng chữ như là và sự nhất hạnh ngày xưa và từng có viết một tác phẩm gọi là nẻo vào của ý. Nẻo vào của ý tức là cái đường đi lối về của tâm ý đó. Hay là của Nguyễn Du cũng dùng cái chữ rất là thú vị là
dấu liền ngõ ý của Vương Tơ Lộc. Thì ngõ ý tức là nó cũng là một cái ngõ ra vào của tâm ý. Thì thật ra chúng ta nói về ngõ ý hay là nẻo vào của ý thì cũng không phải là sai, nó cũng mang cái hình thức tương tự như là chúng ta nói về môn ở tại đây. Tuy nhiên nó không đơn giản chỉ là cửa ra vào, mà ở trong đó có nhiều cái chi tiết rất là thú vị. Bởi vì ở trong thời gian qua, thưa quý vị, khi mà chúng ta học về thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, thì chúng ta thường thấy cái cách giảng của chư vị giảng sư và trong bài học, và nhất là những vị học về vi diệu pháp đó, hay gom chung năm cái giác quan đầu tiên, gọi là tức là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác đó. Chúng ta gọi là ngũ song thức. Và chữ song ở đây cho một cặp, và một cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, tỷ thức, thiền thân thức. Thì gọi là một cặp á là bởi vì nhãn thức thì có quả thiền, quả bất thiền, tức là bắt thấy cảnh xấu, bắt thấy cảnh đẹp. Nhưng mà khi cách nói thường thì chúng ta nghe rất nhiều ngũ song thức á, thì nghĩ rằng năm cái giác quan thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm á, thì nó có vẻ giống nhau và nó không có gì phải phân biệt hết. Tuy nhiên khi mà mình học vào trong Tán Pháp á, thì đa số các trường hợp là gom chung. Ngay cả khi chúng ta học về diễn trình của tâm thức á, thì chúng ta cũng gom chung là lộ ngũ môn và lộ ý môn. Và lộ ngũ môn chỉ cho cái gì liên quan đến thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về sáu môn đó, thì chúng ta sẽ thấy được là mình phải đi qua thành từng cái cặp thức riêng biệt và từng cái giác quan riêng biệt. Bởi vì mỗi giác quan đó nó mở cho chúng ta một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Thí dụ như là chúng ta nói về nhãn môn, tức là cánh cửa của mắt. Nói cánh cửa của mắt thì chúng ta nhớ rằng ở trong ngôn ngữ, trong tiếng Anh cũng như trong tiếng Việt, chúng ta đôi khi người ta có dùng cái chữ là cánh cửa hay là cửa sổ của tâm hồn. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Và có một nhân vật mà đã dùng cái chữ này rất là nổi tiếng là Bill Gates. Thì ông dùng chữ Windows, thì dùng chữ chữ đo và Windows, vì chúng ta đang xài Windows 10 chẳng hạn. Thì quý vị thấy một điều, cái cửa hay là cánh cửa hay là cửa sổ, cửa vào hay cửa sổ đó, nó được dùng bởi rất nhiều cái cách nói ví von ở trong nhiều trường hợp. Thì ở đây đó là nhãn môn, tức là đường đi lối vào của liên hệ đến con mắt, liên hệ đến cảnh sắc. Thì khi mà đụng đến cảnh sắc á, thì thưa quý vị, chúng ta trở lại một lần nữa khi nói về tâm nhãn thức á, thì nó lại có những cái nó có những cái chúng ta gọi là có cái điều kiện. Ví dụ như là để nhãn thức sanh khởi phải có nhãn vật, tức là thần kinh nhãn, rồi cảnh sắc, tức là cái đối tượng của mắt, và có ánh sáng, có sự chú ý. Và ánh sáng ở đây chúng ta nói về cái ánh sáng như là đèn bật sáng lên, hay là chúng ta nói về ánh sáng mà qua cái khuất đại của những cái máy mà nhìn ban đêm. Nhìn ban đêm không phải là không có ánh sáng, nhưng ánh sáng rất mờ. Là cái máy mà nhìn ban đêm là máy khuếch đại những cái ánh sáng mờ được để chúng ta có thể thấy được. Nó không thể thấy như ban ngày, nhưng mình thấy một phần nào đó. Hay là chúng ta có những thứ ánh sáng mà mắt thường không thấy được. Ví dụ như là tia cực tím, ultraviolet, hay là tia X-quang, X-ray. Thì khi mà chúng ta đụng đến ánh sáng đó, và là cái
một cái yếu tố cho nhãn thức, và nó cũng là một cái trường hợp liên quan đến nhãn môn, thì chúng ta sẽ thấy được rằng đề cập đến thị giác và những gì liên hệ đến thị giác đó, thì nó tạo ra một cái thế giới khác. Thí dụ như cái điều kiện của thị giác là ánh sáng, thì cái điều kiện của âm thanh đó lại là khoảng không. Dạ, đây là khoảng không. Mình sống ở trong một căn phòng mà cái hệ thống mà cách âm nó tốt quá, thì chúng ta không nghe ở bên ngoài không nghe chúng ta. Dạ. Như thỉnh thoảng chúng tôi đến các cái phòng thâu radio, ở trong phòng thâu radio thường là họ có những che gọi là tiếng che cách âm, thì để cho những cái tạp âm bên ngoài nó không lọt vào được. Dạ. Thì khoảng không là cần, nhưng mà rồi khi đó khoảng không mà cần cho thính giác á, thì nó cũng có những trường hợp mà ví dụ như nó không phải là khoảng không mà nó là chất loãng, là nước. Dạ. Chúng ta được biết rằng các cái nhà nghiên cứu về cá voi, họ nói rằng những con cá voi có thể truyền đạt với nhau cách khoảng 200-300 cây số. Dạ. Ở trong nước á, nó có những cái ba nước, nước nó cũng chuyển tải được cái vi ba của âm thanh. Thì chúng ta hỏi rằng tại sao trong thánh pháp nói rằng cái khoảng không nó là cần thiết, ở dưới nước đâu đâu có phải là khoảng không mà lại có thể chuyển tải được vi ba. Thì thứ vì nó giống như trường hợp hồi nãy mà chúng tôi giải thích đó, là nếu người ta có được cái nhìn cái ống dòm trong đêm, gọi là night vision, ống dòm ban đêm, thì họ cũng thấy được hình ảnh, nhưng mà không có nghĩa là nó không cần tới ánh sáng, mà tại vì ánh sáng quá mờ và cái máy night vision nó khuếch đại cái hình ảnh lên, khuếch đại ánh sáng lên, thật là chúng ta thấy được ban đêm. Thì trong trường hợp mà âm thanh mà chuyển tải qua nước, nó không phải là phản không, nhưng mà kỳ thật nước á, thì cái độ density nó khác với cái đất, nó khác với đá, nó khác với những cái insulation cách âm. Thật ra ở trong những vật thể đó thì nước là có cái khả năng để chuyển tải cái mà chúng ta gọi là cái vi ba của âm thanh. Thì trong mỗi một thế giới, dù là về thị giác hay là thính giác, hay khứu giác, vị giác, giác đó, thì nó đều đòi hỏi một số cái điều kiện mà chúng ta đã từng đề cập qua về sáu thức đó, là đó là như là về thị giác thì đòi hỏi ánh sáng, rồi thính giác đòi hỏi khoảng không trống, rồi khứu giác thì đòi hỏi gió, gió để chuyển tải để đưa cái mùi, và vị giác thì đòi hỏi nước. Dạ, ví dụ như nước miếng, nước bọt của chúng ta và nước canh chẳng hạn, cái nước nó làm vị giác tiếp xúc được với mặn ngọt chua cay, và cái gọi là xúc giác thì nó đòi hỏi những cái yếu tố mà chúng ta gọi là như là cứng hay mềm, nóng lạnh, di động căn phòng, vân vân. Thì khi mà chúng ta nói đến những điều kiện này đó, thì nó tạo nên một cái hướng tương đối rất là khác giữa các cái giác quan, dù là năm cái giác quan liên quan đến ngoại cảnh. Chúng tôi lấy một ví dụ là khi mà chúng ta đề cập đến những tâm mà sanh khởi xuyên qua con mắt á, thì chúng ta biết rõ là những người mà nặng về cái gì mắt thấy đó, thì người đó chú trọng nhiều về ánh sáng, chú trọng về màu sắc, và chú trọng về những cái đường nét của kỹ hà học, ví dụ như là vuông, tròn, tam giác, dạng, vân vân. Thì ở đó nó tạo ra một thế giới,
ta thấy trong cuộc sống này, nếu mà chúng ta để ý đến việc về nghệ thuật đó, thì họa sĩ là bắt buộc phải sống ở trong thế giới của đường nét, của màu sắc. Và những nhạc sĩ, ca sĩ thì họ chú ý tới âm thanh. Một đầu bếp giỏi đó, thì họ để ý đến cái chúng ta gọi là vị giác, về cảnh vị, thức ăn mặn ngọt, ngon dở. Hay là chúng ta có cả một cái kỹ nghệ về nước hoa. Dạ, kỹ nghệ kiếm rất nhiều tiền, nó cũng là vấn đề về khứu giác. Dạ, cũng thời một phường, cũng thời bông hoa đó. Dạ, mà có những người trồng bông là để thưởng thức về cái cảnh sắc, tức là họ thích màu hoa, màu trắng, hoa màu vàng. Nhưng có những người trồng bông hoa để có thể thưởng thức được cái mùi hương của hoa. Dạ, mùi hương của hoa. Chúng tôi nhớ rằng khi mà còn nhỏ ở dưới miền quê, thì thật ra có những thứ hoa mà đối với người thành thị sẽ ít ai để ý lắm, nhưng mà người quê đó là một kỷ niệm rất là êm đềm. Ví dụ chúng ta nói hoa cao, hoa bưởi. Dạ, những vị nào đã từng sống ở những vị nào đã từng sống ở miền quê, dạ, thì nói đến quê ngoại thì chúng ta nhớ đến cây cao, cây trầu, và trong vườn có khi trồng cây bưởi. Và có sống ở miền quê thì biết rằng những lúc hoa cao thì thơm lắm, cái mùi thơm đặc biệt, thơm nhẹ nhàng. Thì mỗi chúng ta có một cái khuynh hướng chiên nặng về một cái thị dục nào đó, một cảnh nào đó. Nếu mà chiên nặng về ngoại giới thì có sắc, thinh, khí, vị, xúc. Nội giới là cảnh pháp. Thí dụ như là người nói nội giới là người hay nặng về triết lý, hay nặng về thi ca, nặng về ngôn ngữ, nặng về tư tưởng, học thuật. Còn nặng về ngoại cảnh, ví dụ chúng ta có các họa sĩ chú trọng về cảnh sắc, hay là có những người thích đi ngắm phong cảnh thiên nhiên, hay là màu của hoa, của bướm. Và có người nghiêng về cái cửa gọi là nhĩ môn á, thì chúng ta thường có cái khuynh hướng đặt nặng về tiết tấu, về âm thanh, về những cái thanh điệu mà nó đi vào trong lòng mình, về mùi hương, về cảnh vị, về thân xúc của vậy. Nó là một cái thế giới riêng. Thật ra khi mà mình học rồi, nó ngủ sông thức á, năm cái đó nó gom lại đó, thì chúng ta cảm tưởng gì, à mấy cái này nó giống nhau chứ nó không có gì khác biệt, nhưng kỳ thực rất là khác. Dạ, rất là khác. Khi mình học về nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn đó, mình thấy rất là khác biệt. Ở đây chúng tôi phải nói xa hơn một chút á, là ví dụ như là liên hệ đến âm thanh và ánh sáng, liên hệ đến thị giác và thính giác. Những người sống trong thế giới đó thì thường là họ thích sống với cái không gian rất là rộng. Dạ, không gian rất là rộng, dễ hiểu thôi. Dạ, với không gian rất rộng thì tầm mắt được nhìn xa. Dạ, âm thanh thì chúng ta được nghe nhiều, nghe rõ, nghe nhiều thứ âm thanh, đa dạng, phong phú. Nhưng mà có những chúng sanh đặc biệt họ sống về vị giác, về xúc giác, thì chú trọng về chuyện đó. Dạ, họ chú trọng về cái gì bỏ vào miệng để ăn, cái gì thân xúc chạm, và nó tạo nên nếp sống nhiều khi rất là chúng ta gọi là rất là hạn hẹp về không gian. Chúng tôi đã từng thấy những người ở Nhật Bản, hay là những người sống ở những thành phố lớn như New York ấy, họ sống trong một cái không gian tương đối chặt, bởi vì nhà cửa nó rất là đắt. Dạ, nhưng mà trong không gian chặt đó thì họ cảm thấy hạnh phúc. Dạ, cảm thấy hạnh phúc. Dạ, trong lúc đó thì có những người thì không có chịu nổi. Dạ, có những người không có chịu nổi cái cuộc sống mà bước ra bước vô trong căn phòng vài ba thước vuông như vậy, thì họ thích hồ rộng núi cao, họ thích sơn thủy hữu tình, họ thích cái không gian mênh mông. Thì chúng ta thấy ở đó nó đều dựa vào cái hướng, dạ, cái hướng của nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Và mỗi một cái cửa ngõ đó, nó đều có cái sự khác biệt. Dạ,
những cái tâm sanh vào sanh xuyên qua nhãn môn, những tâm xuyên qua nhĩ môn thì nó khác nhau. Mặc dù con số có thể giống nhau nhưng mà do cái khác nhau đó mà nó tạo nên một cái thế giới khác biệt. Giống như chúng tôi nói rằng thế giới của một nhạc sĩ đó, họ có những cái chuyện quan tâm về màu sắc, đường nét. Thế giới của nhạc sĩ họ quan tâm về âm thanh, mặc dù ở trong âm nhạc thì người ta nói đến thanh và sắc nói chung, nhưng mà quả thực thì nó cũng có cái khuynh hướng nghiêng về một cái nào đó. Điểm rất là thú vị ở trong Thắng Pháp đó, thì nói đến một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là, ở trong tiếng Anh thường gọi là bottleneck. Bottleneck tức là cái cổ chai. Bottleneck cổ chai tức là cho dù nó rộng tới đâu đi nữa thì nó cũng phải xuyên qua một cái điểm hẹp. Quý vị nào có đọc tác phẩm của Andre nói về khung cửa hẹp, và khung cửa hẹp đó cũng rất là thú vị. Ở đây thì nhãn môn, nhĩ môn nó cũng là một cái khung cửa hẹp. Nó khung cửa hẹp tức là nó giống như ta nói bottleneck, tức là một cái dòng chảy lớn rộng, nhưng mà khi nó đi qua cái cổ chai đó thì nó đi qua một cái không gian tương đối hẹp lại. Thì cái khung cửa hẹp ở đây chúng tôi muốn nói về các cái môn. Về điểm này thì rất là kỳ cục. Ở đây chúng tôi có nói ví dụ như là chúng ta nói rằng giữa Seattle và Vancouver BC, hồi nãy chúng thí dụ đó, Seattle là một cái thành phố lớn của Hoa Kỳ, và BC đó là Vancouver BC đó là một cái thành phố lớn của British Columbia của Canada. Thì hai thành phố thì qua lại với nhau, nhưng mà khi hai thành phố qua lại đó thì nó vẫn lệ thuộc một số các cái cửa khẩu. Cửa khẩu đó chúng ta tạm gọi là bottleneck, chúng ta gọi là cái điểm hẹp. Bottleneck. Và cái điểm hẹp này là những cái cửa khẩu mà hàng hóa và người có thể đi qua lại. Thì cái cửa khẩu này nó lại định đặt ra, nó lại mang ra nhiều cái yếu tố mà đôi khi chúng ta không ngờ được. Ví dụ như là chúng ta nói có nhiều tâm sanh khởi xuyên qua nhãn môn, nhưng mà nhãn môn ở đây thì được đề cập đến là con mắt, và con mắt ở đây được đề cập đến là thần kinh nhãn. Lỗ tai thì chúng ta nói xuyên qua tai, nhưng mà tai đây không phải là cái lỗ tai mà có cái vành tai này đó, mà chúng ta đề cập đến cái thần kinh nhĩ. Ở trong cái thần kinh nhĩ đó nó là một cái cơ phận nhỏ ở bên trong lỗ tai của chúng ta để chúng ta nghe được âm thanh. Tỷ cũng vậy, thiệt vậy. Thần kinh tỷ tức là mũi, nhưng mà nó phải chỉ là lỗ mũi, mà nó là một cái cơ phận nhỏ nằm bên trong đó. Ở trong Thắng Pháp, mà trong cái ngôn ngữ của người Tân Sĩ vậy đó, như vậy là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thân. Thì chúng ta càng nói đó thì cái việc nó càng hẹp lại, và càng hẹp. Thì ví dụ như mình nói là nhãn môn, tức là cái cửa cái cửa mà xuyên qua mắt, nhiều tâm sanh khởi xuyên qua mắt, thì chúng ta nói nghe nó rất là rộng, nhưng mà càng lúc càng thu hẹp lại. Thì ở đây khi mà chúng ta đề cập đến nhãn môn đó thì chúng ta hiểu được là nó bị giới hạn rất nhiều ở một cái thần kinh rất nhỏ, là một cái đồng tử ở trong con người nhỏ thôi. Và cái đó đó nó sanh khởi là do cái chiêu cảm cái nghiệp ở trong quá. Cái đó gọi là nhãn vật. Nhãn vật thì nghiệp trong quá khứ, như chúng ta biết rằng thức sanh ra danh sắc, danh sắc rằng là lục nhập. Thức là thức tái sanh. Như ví dụ như người ta nói thì cũng thời con mắt á, mà người con mắt bị gọi là color blind, hay là có những loài vật như con khỉ đó, nó có những màu mà nó không nhận. Có những màu gì, có nhiều con vật á, nó không phân biệt được
trái cây đỏ hay trái cây vàng, tại vì nó khó lắm và nó chỉ ăn cái cây qua cái mùi, nó ăn cái mùi đặc biệt là nó có thể phân biệt được là cái mùi đó nó là cái mùi ngọt, cái mùi đó trái cây chín. Chúng ta thường phân biệt cái trái chín và trái sống qua cái màu, ví dụ màu xanh thường là trái cây sống, mà có những trái cây nó chín nó thành màu vàng, hay trái cây nó quá chín nó bị thâm chẳng hạn, thì chúng ta nhìn qua con mắt. Nhưng mà có những con vật nó bị color blind, nó không có nhìn thấy như vậy, mà nó chỉ ngửi mùi, mặc dù nó có con mắt, mặc dù nó thấy nhưng nó không phân biệt được mùi. Thì thứ gì cũng mắt cũng tai cũng mũi cũng lưỡi cũng thân, nhưng mà hệ thần kinh đó, nó có một cái sự khác biệt rất lớn. Chúng ta nói cũng thời lỗ tai, cũng thời con mắt, nhưng mà cái này thì chúng tôi không biết chắc, nhưng mà thường thường ta nói rằng cái con mắt của con chó đó nó sáng hơn, nó nhìn thấy ban đêm rõ hơn, và cái lỗ tai của con chó nó nghe nó thính hơn, mũi ngửi mùi nó bén nhạy hơn. Thì ở bên Mỹ đó thì chúng tôi được biết rằng người ta nói đến con có con bear, tức là con gấu á, thưa quý vị, dòng gấu á, mà một cái khoảng cách của những nhà nghiên cứu về thực sinh vật học đó, thì nó có thể đánh hơi cái mùi của thức ăn cách khoảng 12 mai, một mai khoảng cây số 6, hơn cây số 6 chứ. 12 mai thì chúng ta thấy 20 cây số mà nó ngửi được mùi. Chúng ta có cái mùi rồi đó, mình nghĩ là trong vòng vài ba chục thước thôi là mình không có thể nào mình còn nghe cái mùi nữa, trừ khi cái mùi chuột chết hay gì. Như 100 thước là thấy quá rồi, cái nói 12 mai là dài lắm. Nhưng mà nó có những chuyện người ta chứng minh được điều này. Thí dụ như là người ta có những người đi cắm trại, hay là thức ăn dư bỏ trong thùng rác cách nơi của những con gấu ở tới mười mấy mai, không phải đi lang thang gần tới nhà mới gửi ra đâu, nó gửi rất xa và nó hướng về cái chỗ nó đi. Thành ra người ta đi cắm trại trong rừng, người ta khuyên rằng mình nên cột những cái thức ăn thức uống trên những cái nhánh cây tương đối là xa cái lều khi buổi tối, tại vì có những con vật nó sẽ tấn công mình nếu mà mình để nó chung trong lều. Thế đây quý vị thấy rằng cũng thời muỗi, nhưng mà có những con vật nó rất là bén nhạy với những cái mùi ở xa. Nó 20 cây số là xa lắm, thưa quý vị, xa lắm, và chúng ta không tưởng tượng được trong tiếng loài người. Hay là chúng tôi sống ở chùa đó, ban đêm đi ngoài sân, có nhiều khi có những người lạ đi ở ngoài đường mà con chó nó sủa liền, mà chúng tôi phải định thần phải đi ra gần bên ngoài, tại từ trong sân chùa ra bên ngoài nó cũng xa, định thần là chưa chắc thấy được. Thì mình điều đó cho thấy rằng con chó đó về cái thị giác, thính giác, khứu giác nó hơn mình. Dĩ nhiên ở đây chúng tôi không nói rằng tất cả loài vật đều là hơn, nhưng mà ở đây mình hiểu như vậy là những cái gọi là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn đó, thì nó dựa vào những cái hệ thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần tỷ, thần thiệt. Cái việc này thì chúng ta sẽ học sau, chúng ta học sau khi mà chúng ta học về sáu vật, sáu vật. Nhưng mà nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật, nó là cái gì? Giống như là mình nói rằng thiệt vật thì nó không phải là cái lưỡi, mà nó là những cái thần kinh nằm ở trên cái lưỡi, nó giống như đồng lòng bông nhím, cái lưỡi chút cái hộp nhỏ nhỏ nhỏ, cái đó là thần kinh lưỡi, thần kinh thiệt. Thì chúng ta nên nhớ như vậy là khi mà nói lối ra vào thì chúng ta mường tượng cái gì thênh thang rộng mở, nhưng mà khi nói nhãn môn là lối ra vào qua con mắt á, thì cái con mắt đó chúng ta gom lại không phải là chỉ là con mắt mà chúng ta thấy mắt phượng mài ngài, không phải như vậy, mà nó là một cái một chữ nằm ở bên trong con người chúng ta. Thì như vậy thì năm cái môn đầu tiên gọi là ngũ môn á, nó biết cảnh sắc thinh khí vị xúc á, thì nó lại có một cái sự tùy thuộc vào vào hệ thần kinh, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Và cái hệ thần kinh này thì nó khác biệt lắm, rất là khác biệt. Nói về điểm này thì chúng tôi lại nhớ tới một Phật tử quen rất rất thân ở trong chùa Pháp Luân.
mới đây cho chúng tôi biết rằng vị này bị stroke, và do cái bệnh stroke đó nên một con mắt bị mù và con mắt kia đó thì nó bị bây giờ bị dần dà nó mờ đi, và bác sĩ cho biết rằng không có chữa được. Thì chúng ta thấy một điều rằng khi đôi mắt của chúng ta bị mù, nó chỉ là một cái sự hư hỏng một bộ phận nhỏ, nhưng mà chúng ta mất đi cả một cảnh giới. Cảnh giới đó là cái gì mắt thấy, cảnh sắc. Chúng ta nói rằng ánh sáng của bình minh, mây đen khi trời mưa đến, hoa nở ở ngoài vườn, và bao nhiêu thứ khác. Ngay cả bây giờ thứ gì chúng ta làm việc trong internet, ví dụ như chúng tôi mỗi ngày soạn bài cho quý vị, không phải dùng cái tâm không mà phải dùng con mắt rất là nhiều. Nếu mà bây giờ chúng tôi bị mù lòa thì chúng tôi không không có làm việc như bây giờ được. Thì cho chúng ta thấy rằng cái nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn nó lệ thuộc vào những cái thần kinh nhĩ thiên tỷ, nó là một cái bottleneck. Thấy vị trí nó mỏng manh lắm, mỏng manh lắm, và rất là mỏng manh. Và rồi nó lại đòi hỏi những điều kiện, ví dụ như là khi mà chúng ta nói đến nhãn môn thì chúng ta nói đến thần kinh nhãn, và nói đến thần kinh nhãn thì chúng ta cần đến ánh sáng. Nhĩ môn thì cần khoảng không, rồi tỷ môn thì chúng ta cần gió, rồi thiệt môn chúng ta cần nước, vân vân. Thì những cái yếu tố phải có đó, nó tạo thành một thế giới, nó tạo thành một thế giới. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng có những người sống á, là bị chỉ biết thỏa mãn cái xúc giác, và họ có thể sống ở trong một cái nơi rất là chật chội, rất là chật chội, rất là mình nhìn thấy không ai khoan hỉ hết. Nhưng mà họ lại hạnh phúc trong cái không gian chật chội đó. Thì chúng ta thấy rằng có những người thích sống ở thành thị, có những người thích sống buôn quê, có những người thích sống ở vùng ngoại ô như suburban chẳng hạn, nó là ven ven thành thị và ven thôn quê. Thì tất cả điều đó nó có liên quan đến các cái căn môn của chúng ta. Một cái điểm rất là thú vị về Phật pháp nói chung và Thắng pháp nói riêng đó là khi chúng ta nói về ý môn. Ý môn là những cái nó là một cái cửa ngõ mà nếu mà mình nói cho nó không bị ai bắt bẻ này, chúng ta nói cái gì mà nó là một cái cửa ngõ, nó không thuộc năm năm môn kia. Cửa ngõ định nghĩa như là định nghĩa như không, nói chuyện như khuê vốn, nhưng mà thật sự nó chính xác là như vậy. Thì bây giờ ở đây chúng ta nói đến nhiều trường hợp là sắc thinh khí vị xúc mà đã qua rồi, không còn được biết một cách trực tiếp bởi mắt tai mũi, thì cái đó năm cảnh nó trở thành cảnh pháp, mình thuộc về ý một. Ví dụ như là ngày tuần trước chúng tôi có ra ngoài trường Rice University của Houston, lúc đó thì đổ nguyên rất là nhiều, và bây giờ thì nhớ lại cảnh đổ nguyên đó, thì cái hình ảnh của đổ nguyên, những khoa đổ nguyên đó nó không còn là cảnh sắc nữa, mà nó thuộc về cảnh pháp, và nó thuộc về ý một. Đấy, ra chúng ta có nghe đến một cái thứ tâm đó là tâm thiền dục giới, tâm dục giới đó là tâm thiền dục giới, xin lỗi, tâm thiền sắc giới, tâm thiện tâm quả sắc giới và tâm duy sắc sắc giới. Gọi là sắc giới thì chỉ sắc đó, nó cũng liên quan đến cảnh sắc. Thí dụ như mấy người tu thiền luyện cái bộ kasina, nhưng mà những cái tâm thiền đó đó nó lại không liên quan gì đến nhãn môn, mặc dù chúng ta còn dùng chữ sắc giới. Tại vì sao vậy? Tại vì những tâm thiền khi mà thể nhập vào trong thiền định đó, thì những cái tâm thiền này nó không còn dùng con mắt để mà thấy sắc nữa, mà những cái quan tướng, những cái tợ tướng hay quan tướng nó thuộc về, nó đưa hành giả về trở về với trong. Khi mà vị này nhập vào trong cái địa mục thiền đó, thì cái đó thuộc về cảnh pháp hết. Và
Ở đây chú Phật tử là nói về ý môn ấy, thì nó cũng là một cái chuyện tương đối là hơi rắc rối. Nhờ vì đạo học nên để ý là một cái lầm lẫn của nhiều người học về Phật pháp mà học chỉ biết qua kinh tạng á. Qua kinh tạng á thì hay có một cái hay có một cái hiểu bằng bạc đó là chúng ta có sáu cái giác quan là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Đó gọi là sáu thức. Nó lại sáu giác quan này, bên cạnh sáu giác quan chúng ta có sáu căn là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn và ý căn. Và ý căn thì mình nói là sáu cái sáu căn và sáu thức. Nhãn căn là con mắt, nhĩ căn là tai, tỷ căn là lỗ mũi. Thì ý căn á, thì vì điều quan niệm là nó là sắc ý vật, tức là loại sắc để tâm nương. Mà thật ra cái sắc ý vật hay là quá thú là ở trong Tánh pháp cũng không có nói là nó là cái gì, mặc dù có một số vị quan niệm rằng nó là một sự máu ở trong trái tim hay là nó là não bộ chúng ta vân vân. Rồi sắc ý vật ở trong Tánh pháp không có nói là ý vật là cái gì. Kể cả có nhiều người nói rằng ý vật là máu đi khắp trong thân vân vân, chúng tôi không có thấy điều đó là cái cơ sở. Mà khi mà chúng ta nói về ý, thí dụ mình nhãn thì mình có nhãn thức là cái biết của mắt, rồi nhãn giới là con mắt, nhãn thức là cái biết của mắt, rồi chúng ta nói về sắc giới tức là cái cảnh của mắt. Nhưng mà khi nói về ý đó thì chúng ta nói ý, nói ý giới và ý thức giới. Thì ý giới và ý thức giới đều là tâm hết. Đều là tâm hết. Tại vì sao vậy? Vì cái ý giới đó là chúng ta nói đến tâm khai ngũ môn và tâm tiếp thu. Thì điểm này thì khi mà chúng ta học về 18 giới thì chúng ta sẽ phải đào sâu về điểm này. Và khi đụng đến ý ấy, thì nó hơi rắc rối chút. Nó không có dễ hiểu, không dễ hiểu như là chúng ta nói về con mắt, chúng ta nói về nhãn thức, chúng ta nói về cảnh sắc trong 18 giới. Mà khi chúng ta nói về ý giới và ý thức giới thì cả ba nó đều không có liên hệ gì đến ý vật, tức là máu trong trái tim hay là bộ não và vân, người ta không nói như vậy, cái đó hoàn toàn khác. Ở trong trường hợp này chúng ta nói về ý môn thì nó lại có vấn đề cũng tương tự như vậy. Và vấn đề tương tự cái ý môn ở đây đó đó là chuyện hơi rắc rối chút xíu, là nó thuộc về tâm, nó thuộc về tiềm thức. Tiềm thức thì hầu hết chúng ta nói trong 10 bản sớ giải đó thì có 6-7 bản sớ giải chỉ đề cập đến phá quan gá là tiềm thức, hay là chúng ta nói tâm hồn kiếp. Nhưng mà có một vài bản sớ giải thì nói rằng tiềm thức tức là kiếp gián đoạn, hay là cái tiềm thức gián đoạn, hay là cái hồn kiếp dứt dòng. Chúng tôi lại không đào quá sâu vào điểm này ở đây, là bởi vì khi mà chúng ta nói về cái tiềm thức dao động và tiềm thức gián đoạn, hay là hồn kiếp trúng động, hồn kiếp dứt dòng đó, thì chúng ta phải học về lộ tâm. Mà ở đây mà càng moi ra đó thì nó càng rối cho quý Phật tử. Càng moi ra càng rối Phật tử. Chúng tôi chỉ có thể nói một cách rất là đại loại là có những sự giải thích khác biệt về cái gì chính xác là ý môn, và cái gì chính xác là ý môn. Có bản dịch là ý môn chung là tâm hồn kiếp hay là tiềm thức, nhưng mà có những chỗ đòi hỏi phải chi tiết hơn là hồn kiếp dứt dòng hay là cái tiềm thức gián đoạn.
Dạ, chúng tôi nói đại loại như vậy, quý vị nên hiểu. Thì khi mà đụng đến ý môn á, chúng ta nói qua cái tiềm thức á, thì nó lại hoàn toàn khác. Nó lại hoàn toàn khác với năm cái môn kia. Năm môn kia. Thí dụ như chúng ta nói về nhãn môn, thì nó là nhãn môn là nhãn vật, tức là thần kinh nhãn, và tâm nó sanh khởi xuyên qua đó. Thì ở đó rất là dễ hiểu, hoàn toàn dễ hiểu. Bởi vì giữa thần kinh nhãn hay là ý vật đối với nhãn thức đó, thì chuyện đó bình thường hiểu rồi. Nhưng câu hỏi đặt đặt ở đây, tại đây khi mà chúng ta nói về hồn kiếp hay là tâm hội tiềm thức, tại sao tiềm thức là cái cửa của ý? Như vậy tiềm thức và những cái tâm nương ý môn đó, nó liên hệ nhau như thế nào? Thì câu trả lời của chúng ta trước nhất đó, là khi mà chúng ta nói tâm nương ý môn, có nghĩa là đây là một mà nó không có nương vào nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thần môn, nên nó gọi là ý môn. Nhưng mà không nhất thiết là những tâm nương ý môn nó có một cái đòi hỏi là phải có một cái sự liên hệ. Và quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Hello. Hello. Dạ cô Quyên. Con muốn hôm nay xuống gặp bác cao tăng hôm nay có được không À, sư? dạ được cô, dạ được, dạ được cô, Dạ. dạ. Mình ở chùa có mấy vị Dạ ở chùa chỉ có hai vị sư với một cô tu nữ bữa nay cô. sư? Dạ, dạ. Dạ, là tổng cộng là ba Dạ ba sư. vị, dạ vâng, dạ. Dạ, là ba vị Dạ. đã xuống. Dạ bố Phật, dạ, chúc gặp quý vị, dạ, chúc gặp, dạ. Xin lỗi quý Phật tử nha, dạ, xin lỗi quý Phật tử. Chúng ta trở lại về trường hợp của ý môn đó, thì chúng ta hiểu rằng tâm đó, nó sanh mà xuyên qua ý môn, tức là nó không có sanh xuyên qua năm cái môn trước. Nhưng mà bảo rằng cái gì là cái sự liên hệ bắt buộc giữa tâm hộ kiếp và những cái tâm đương ý môn, thì chúng tôi nghĩ rằng nó hoàn toàn khác với những cái tâm nương nhãn môn, tâm nương nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn, thân môn và năm cái môn kia kia. Có những trường hợp mà những cái gọi là tâm hồn kiếp hay là tiềm thức nó chi phối, nó chi phối cái tâm nương ý môn. Lấy một ví dụ là một người sanh ra bằng cái tâm thiếu trí tuệ, tức là chỉ có vô tham vô sân, thì thưa quý vị, khi người đó sanh ra bằng tâm đó thì cái tiềm thức cũng bằng tâm đó. Chúng ta nhớ là kiến kiến sanh thức, sanh bằng tâm nào thì tiềm thức bằng tâm đó và tử cũng bằng tâm đó. Thì cái tiềm thức đó nó lại là tiềm thức không có căn bản về trí tuệ, mặc dù có thể kiếp trước có thể kiếp sau nó có trí tuệ, nhưng ngay kiếp không trí tuệ. Thì cái tiềm thức đó đó nó tạo nên một cái ảnh hưởng chi phối nhất định, là khiến cho cái người đó tu thiền hay là tu tập không thể đắc đạo chứng quả, không đủ. Chúng ta gọi là người dị nhân, tức là cái tâm chữ vô vô tham vô sân. Hay hoặc giả là cái tâm tiềm thức và tâm kiết sanh thức đó, nó là một thứ tâm thọ hỷ, thì nó ảnh hưởng trong đời sống hàng ngày của vị này là người tư nhuận. Nếu là cái tâm vô trợ thì người này nhậm lẹ, ít có trụ trì hữu trợ. Thì quả thật
cái sự liên hệ giữa tiềm thức và những cái tâm nương vào ý mình, nó có một số cái ảnh hưởng nhất định. Chúng tôi phải nhắc điểm này là bởi vì thật ra bên duy thức á, thì nói nhiều về a lại gia thức. Nhiều vị nào mà đọc kỹ á, thì bên duy thức thì không nói về diễn trình tâm thức, nhưng mà đề cập a lại gia thức. Và ngày xưa chúng tôi ở ngôi trưởng, và chính bản thân của chúng tôi cũng có một cái sự đồng thuận với cái trình sư trưởng là a lại gia thức đó, nó là một cái phiên bản, nó là một cách nói khác của tiềm thức, và cách đó mà ta gọi là tàng thức là tiềm thức. Tuy nhiên nó không hoàn toàn giống, chúng ta phải rất là cẩn thận, chúng ta phải cẩn thận về điểm này, nhưng mà nó có cái hơi hám giống nhau. Thì thưa quý vị, cái tiềm thức đó, mặc dù nó chỉ là thức tiềm tàng, nhưng mà nó có một số cái ảnh hưởng chi phối nhất định, nhưng mà không có nghĩa là tất cả. Và tiềm thức nó là sự cố định, và cuộc sống nó không phải là cái gì an bài hết. Ví dụ như một cái người sinh ra bằng cái tâm và bằng cái tâm mà chúng ta gọi là tâm ly trí, thì tiềm thức cũng ly trí, không có nghĩa là đời đó người đó hoàn toàn không có trí tuệ. Chỉ có điều là họ không đạt đến cái chỗ cái cảnh giới cao vời như là đắc thiền đắc đạo được, nhưng mà vẫn có thể có tâm hợp trí sanh khởi. Và cũng không thể nói rằng tất cả tâm đều là do nghiệp quá khứ sanh khởi, chỉ có những tâm quả thôi, và chỉ có những tâm quả đó nó làm việc kiết sanh, nó làm việc tiềm thức, và không phải tâm nào nó sanh lên cũng là ảnh hưởng tâm, cũng là do tâm quả. Nhưng mà tiềm thức có một số chi phối nhất định đối với những cái tâm nương ý mục. Dạ. Và đây là một cái đề tài lớn, đề tài rộng, chúng ta không có nói hết trong bài học ngày hôm nay được. Thì bây giờ có cái một điểm khác mà chúng ta nên hiểu, đó là theo Phật pháp nói chung và Thắng pháp nói riêng đó, thì tâm không nhất thiết là phải nương vào vật chất, nương vật chất. Ví dụ như là ở trong cõi người chúng ta có nhiều cái tâm sanh lên mà nó không có nương qua các cái vật thần kinh nhãn ý thị thiết thân, và chúng sanh ở cõi trời vô sắc, và vô sắc thì hoàn toàn không có vật chất, không có sắc, thì không có nghĩa là tâm thức không có tồn tại được. Bản thân của chúng thì thật ra khó để suy nghĩ, bởi vì mình thấy rằng thân của chúng ta di chuyển ra đâu thì hầu như tâm của chúng ta theo đó. Do đó người ta có diễn tả sự chết là hồn lìa khỏi xác. Ở trong các cái phim họ hay làm cái hình ảnh của một cái chuyện hồn lìa khỏi xác, đó là cái thân người, cái xác chết nằm đó, rồi khi hồn lìa khỏi xác là có một cái bóng trắng trắng gì đó, nó bờ bờ trắng trắng đi từ ở trong cái đi từ trong cái thân người đi ra bên ngoài. Nhưng mà kỳ thật dù là cái bóng hay là một cái khói vân vân thì nó cũng thuộc về vật chất. Tâm á, nó hoàn toàn không có liên hệ gì đến vật chất, và tâm nó có thể tồn tại không có cần vật chất, nó độc lập với vật chất như là cảnh trời vô sắc. Và thật ra trong đời sống của chúng ta có rất nhiều cái hiện tượng tâm mà chúng ta không biết, nhưng mà tâm đó nó lại không nương vào vật chất. Vật chất ở đây là chúng ta hiểu về nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật, ý vật, nó không có nương vào. Đó là cũng là một điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Thì chúng tôi muốn nhắc lại một lần nữa là mặc dù chúng ta nhãn môn chính là nhãn vật, nhưng mà những cái tâm mà sanh qua nhãn môn không phải chỉ có nhãn thức. Quý vị phải nhớ kỹ điều này.
Dạ, nhớ kỹ điểm này. Chúng ta học Thắng Pháp này, có những điểm mà chúng ta không thể không nhớ. Cái tâm mà chỉ nương duy nhất ở nhãn vật đó là hai tâm nhãn thức. Nhưng mà tâm mà sanh xuyên qua nhãn môn thì chưa thấy có 46 thứ tâm. 46 thứ tâm đó thì quý vị đọc ở trong bài học. Mà chúng tôi thật ra thì cũng không muốn quý vị nhớ nhiều những con số này. Con số này bây giờ quý vị nhớ nó hơi rối đó. Dạ, hơi rối. Và có nhiều cái chi tiết của bài học mà chúng ta sẽ học sau. Nó liên quan đến diễn trình của tâm thức. Ở trong bài học này chúng tôi không có nói nhiều. Và chúng tôi không muốn quý vị rối trí. Muốn nhắc tất cả quý học viên đó là khi chúng ta học Thắng Pháp á, nó phải có cái dấu của người học. Chúng tôi được nghe cái câu chuyện này rất là thú vị mà muốn kể quý vị nghe đó là có một người Phật tử ăn chay. Phật tử ăn chay mà vị này á, ăn chay rất là khéo. Tại ra khi mà lên trên máy bay á, có khi người ta không có đặt đồ trước, đồ chay trước, họ dọn đồ mặn ra. Nhưng mà vị này lèo lách bằng cách là có những cái gì mà nó mặn thì bỏ ra, còn cái gì không mặn thì ăn, thì vẫn còn có nhiều thứ để ăn. Dạ, vẫn nhiều thứ để ăn. Và đi đâu á thì cũng không gây khó khăn cho những người khác là phải nấu riêng món cho mình. Ví dụ ở trong bàn ăn có vài món nào đó có rau cỏ thì có thể ăn với nước tương, nước chấm vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng khi một người học Thắng Pháp á, thì cũng phải có sự linh động tương tự như vậy. Dạ. Ở trong một bài giảng, ví dụ chúng tôi là vị giảng sư đang giảng về sáu môn, không nhất thiết là quý vị phải ăn, phải tiêu hóa hết những gì chúng tôi nói, những con số. Tại vì lâu lâu á, chúng tôi thì còn đỡ, còn tuyên tọa tuyên siêu á, chúng tôi không biết tuyên tọa tuyên siêu còn không, nhưng mà chúng tôi phải nói rằng đôi khi tuyên tọa tuyên siêu giảng rất là đậm đặc. Đậm đặc tức là tuyên tọa giảng rất là thuần Thắng Pháp. Mà chúng tôi xin lỗi quý vị là nhiều khi quý vị nghe tại nó nhiều chi tiết, nhiều chi pháp quá. Nhưng mà như vậy là nếu vị nào khéo á thì có thể qua những bài giảng đó lượm đặt được một số điều. Đây là điều mà chúng tôi muốn nói. Dạ. Khi mà quý vị đọc vào nguyên trong một cái bài viết hay là nghe toàn tự sư giảng, nghe chúng tôi giảng đó, không nhất thiết là mình tự tạo áp lực là mình phải nhớ hết những con số, hiểu hết tất cả mọi vấn đề. Chúng tôi nhắc quý vị là có những cái trọng điểm mà chúng tôi nhắc, nhưng mà chúng ta sẽ đi trở lại. Cái điểm thú vị của học Thắng Pháp Abhidhamma đó là cho chúng ta có rất là nhiều cái cơ hội để quay lại nhìn đề tài từ nhiều góc cạnh khác nhau. Và dần dà thì chúng ta càng lúc chúng ta càng hiểu hơn. Ông Radhakrishna là một vị tổng thống đầu tiên của nền Cộng hòa Ấn Độ đó. Ông có nói một câu về Đức Phật, ông nói rằng càng hiểu Đức Phật thì tôi càng thương kính Đức Phật, thì càng thương kính Đức Phật thì càng hiểu Phật. Thì khi mình cái người học Thắng Pháp đó, là cái người khéo, làm sao mà lúc này hiểu một chút, lúc kia hiểu một chút. Khi mình hiểu càng ngày càng nhiều đó, thì mình càng ưa thích với môn học hơn. Và khi mình càng ưa thích thì giúp mình càng hiểu nhiều hơn. Nói như vậy thì giống nói dần lên, nhưng mà kỳ thật nó là như vậy. Rất khi mà quý vị nghe giảng về Thắng Pháp, cố gắng nghe và có những điều đừng tạo áp lực cho mình. Tại chúng tôi rất là sợ quý Phật tử là học một lúc rồi quý vị ngán. Ồ, sao bài nhiều con số quá, bài nhiều điều ý niệm mới quá. Nhưng mà quả thật là bố bài học. Chúng ta đã học về tâm nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức. Chúng ta học về các thuộc tánh, rồi kết hợp tâm và thuộc tánh. Chúng ta học về các cái chức năng kiến sanh, rồi tiềm thức, tưởng thức, vân vân. Bây giờ chúng ta học qua môn thì nó có những cái ý niệm được lặp lại là ở trong một cái khía cạnh khác, nhưng mà nó lợi lạc vô cùng. Và nếu chúng ta mỗi lần thu nhặt ít, lần thu nhặt ít, chúng tôi có gặp đạo hữu, một đạo hữu ở chùa, đạo hữu rất là thích trồng cây, trồng cây. Mà đạo hữu nó có nhiều khi đạo hữu đến một cái nursery mà hỏi một vài câu, đạo hữu học cũng thêm một số điều, nào là cách bỏ phân, nào cách ghép cây, nào cách tưới nước vân vân. Thì bây giờ một lúc mà đủ thứ hết thì học không nổi, nhưng mà mỗi ngày mình gom giúp lâu
lâu ngày thì bốn lĩnh là nhiều. Đó là điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị. Và không biết bây giờ thì xin được hỏi là thượng tọa Tuệ Sư và thượng tọa có còn ở trước máy và có nghe được không? Dạ, nếu thượng tọa Tuệ Sư nghe được xin dạ thấy thượng tọa. Dạ, kính cung thỉnh thượng tọa qua kỹ giảng cho phần thứ hai, kính thỉnh thượng tọa. Ấn Độ Bồ Bồ Thầy nha. Giờ xin cảm ơn quý vị cho biết nghe rõ. Kính thưa quý vị, trước tiếp theo lời của Thượng Tọa Giác Đẳng về bài học ngày hôm nay và cũng trong thời gian chờ đợi Thượng Tọa Giác Đẳng đưa ra câu thảo luận thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị một vài vấn đề liên quan đến bài học. Ở đây trước nhất là chúng ta nói vấn đề môn và vật. Nhãn môn, nhãn vật, nó đều là sắc, nhãn thanh triệt, hay là thần kinh nhãn. Nhĩ môn, nhĩ vật cũng đều là sắc thần kinh nhĩ. Tỷ môn, tỷ vật, thiệt môn, thiệt vật, thân môn, thân vật thì cũng là những cái sắc thần kinh đó. Nhưng mà ý vật là khác, ý môn là khác. Ý vật là hai đại dấu thú. Ở trong bộ Bách Thanh Ná, bộ Duyên Hệ thì Đức Phật này giải gọi là sắc ý vật, hai đại dấu thú. Tức là văn rupang nisaya, ye citta cetasika thamma upacchanti tete hadaya rupang. Cái này nghĩa là tâm và tâm sở. À, xin lỗi quý vị, cái này cái chỗ này là văn rupang nissaya mano thatu mano vinyana thatu upacchanti. Hay là vô thú, hay là vô thú. Ý giới và ý thức giới sanh khởi nương vào sắc nào thì sắc đó gọi là sắc ý vật. Đó chỉ trên sắc pháp. Còn ý môn Mano Dwara thì lại để chỉ cho tâm sau quan gá là tâm hữu phần. Nhưng mà cái tâm hữu phần hay tâm hộ kiếp này phải thì chúng ta nói tổng quát là tâm hộ kiếp, nhưng thực ra thì chỉ lấy ngay cái thời điểm cái sắc na tâm hữu phần dứt dòng sau quan hữu bách chê đó. Là tại vì khi mà
cái dòng hộ kiếp hay là hữu phần vừa chấm dứt, thì cái tâm hữu phần cuối cùng đó nó sẽ trợ cho tâm khai ý môn, động lực ở trong lộ ý môn nó sanh khởi. Thì do đó cho nên những tâm khách quan này được gọi là đương vào ý môn, tức là đương vào cái vô gián duyên của tâm hữu phần dứt dần, hộ kiếp dứt dần. Vì vậy cho nên khi chúng ta nói nhãn môn là nhãn vật, nhĩ môn là nhĩ vật, thiệt môn là thiệt vật, thân môn là thân vật, nhưng mà ý môn không phải là ý vật, chúng ta cần phải hiểu chỗ đó. Và ở đây cũng có một điểm nữa là chúng ta chú ý. Khi mà chúng ta nói đến tâm nương môn thì đã được chuyển hóa thần kinh nhãn như là cái cửa ngõ. Còn vật thì cũng như là cái chỗ trú của tâm. Còn cái cửa ngõ cho tâm đi vào. Thí dụ như bây giờ chúng tôi nói tôi và các sư ở đây đương nơi chùa Vi Giác, là chùa Vi Giác nó rộng lắm thưa quý vị. Thì các sư ở trong chùa hay là các Phật tử đi đến chùa sinh hoạt lễ hội cũng đều là nương ở chùa Vi Giác. Nhưng mà gọi là trú ở tại cái phòng trụ trì chùa Vi Giác thì chỉ có một mình chúng tôi trú ở đó thôi. Thì cái phòng đó cũng nằm ở trong cái khuôn viên của chùa Vi Giác vậy. Cho nên chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Bởi thế khi mà tâm đơn môn có khi thì tâm cũng là thí dụ tâm bất thiện, nó đơn nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, lương luôn cả ý môn nữa. Tại tại sao vậy? Vì nó làm cái việc mà cho quanh á, tức là động lực hay là xử lý cảnh. Thì trong trường hợp này hễ mà cảnh nào đến thì nó xử lý thì nó phải đương môn đó. Nhưng mà cái tâm bất thiện gọi là đương vật nào thì nó là tâm bất thiện đương nơi sắc y vật thôi. Thì cũng giống như khi mà chúng tôi đi bạch thượng tọa, sư không biết thượng tọa có nghe được không, thấy thượng tọa đã trở vào rồi. Nếu thượng tọa tôi sư nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ cầm cầm bích tiếp tục cho.
chưa có chút tự vừa nghe thượng tọa thời siêu giảng và đường truyền của thượng tọa đang bị gián đoạn. Và thượng tọa thời siêu không biết bây giờ thượng tọa nghe được chưa, thấy chưa trở vào rung. Nếu thượng tọa nghe được xin thỉnh thượng tọa cầm mic. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Hồi nãy chúng tôi gián đoạn không biết đến chỗ nào. Chắc có lẽ là chúng tôi nói tiếp tục đi chỗ nào quý vị bị gián đoạn thì chắc có lẽ chúng ta nghe xong chúng ta cũng sẽ biết trở lại hết. Thì ở đây thưa quý vị, giữa môn và vật là chúng ta phải hiểu theo cái cách đó. Cũng như khi mà chúng ta nói đến sáu xứ hay là sáu căn, tức là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ủy xứ, thì ở đây nhãn xứ chính là nhãn vật và cũng là nhãn môn. Nhĩ xứ tức là nhĩ vật và nhĩ môn, tỷ xứ tỷ vật và tỷ môn, thiệt xứ thiệt vật thiệt môn, thân xứ thì thân vật và thân môn thì được. Nhưng mà ý xứ là chỉ để cho tâm thôi, ý xứ không phải là ý vật, mà ý xứ cũng chẳng phải là ý môn, bởi vì ý môn chỉ là một phần của ý xứ. Cái chỗ này nó hơi rắc rối chút xíu. Thượng tọa Giác Đẳng cũng thường nhắc nhở các Phật tử chúng ta là đừng có quá khẩn trương, tức là đừng có cả tự cảm thấy là khó hiểu khó nhớ, mà phải học từ từ rồi sau này chúng ta quen dần, khi nói đến chỗ đó là chúng ta biết đó rồi. Ví dụ như ý xứ là chúng ta biết 121 tâm, như nói ý môn thì chúng ta chỉ có 19 cái tâm hậu kiếp, 19 cái tâm làm biện hậu kiếp, hay phong con gái vậy thôi, chứ 19 tâm chứ không phải hết trơn hơn một tâm. Cái đó là chúng ta nói ý môn. Còn ý vật thì chúng ta chỉ nói ý vật. Thành ra ba cái điểm này chúng ta cần phải chú ý. Nó cũng dễ bị lộn xộn lắm thưa quý vị. Rồi có một cái nữa là ở đây khi mà chúng ta nói đến tâm mà đương môn, nhất định và bất định, thì chúng ta cũng phải nhớ rằng là tâm nào hiện khởi chắc chắn phải đương môn, thì cái đó gọi là nhất định.
Thí dụ như tâm nhận thức chắc chắn là nó phải nương vào nhãn môn. Nhưng mà khi chúng ta hỏi vậy, những cái tâm động lực, tức là những cái tâm xử lý cảnh đó, thì nó có nương môn không? Chúng ta nói nó có nương chắc chắn nhãn môn không? Chúng ta nói không chắc chắn. Bởi vì chẳng hạn như tâm tham sân si, lúc nào mình thấy mà mình khởi lên cái tâm bất thiện, thấy cảnh sắc khởi lên tâm bất thiện, thì lúc đó là tâm bất thiện nương nhãn môn. Nhưng lúc nào mình nghe tiếng mà mình khởi lên tâm bất thiện, thì tâm bất thiện nó nương nhĩ môn. Lúc mình ngửi mùi mà khởi lên tâm bất thiện, thì tâm bất thiện đó gọi là nương tỷ môn. Lúc nếm vị mà tâm bất thiện khởi lên, thì gọi là tâm bất thiện nó nương thiệt môn. Khi mà đụng chạm mà khởi lên tâm bất thiện, thì tâm bất thiện đó gọi là nương nơi nhãn môn. Thì do đó cho nên tâm bất thiện gọi là nương nhãn môn bất định, nương nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn cũng là bất định, và tâm bất thiện nó đương ý môn cũng là bất định. Cho nên giữa cái định và bất định là chúng ta phải nhớ rõ là có khi thì tâm nào mà có khi nương môn này, có khi nương môn khác, thì do đó cho nên chúng ta nói nó là tâm nương môn bất định. Còn cái tâm nào mà hãy sanh khởi mà chắc chắn là phải nương một môn này thôi, thì như vậy gọi là bất định. Nhưng mà đối với ý giới, tức là hai tiếp thâu và tâm khai ngũ môn đó, thì nó lại chắc đường lộ nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn đều có. Nó làm tiếp thu, nó làm tâm tiếp thu. Rồi sau cái sát na tâm ngũ sân thức. Vì vậy cho nên đối với ba tâm ý giới này thì gọi là nhất định nương ngũ môn, chứ không phải là nương nhất môn nữa. Nhưng bây giờ chúng ta hỏi vậy chứ, vậy thì trong cái diễn trình tâm đó, thì sao tâm tiếp thu là tâm quan sát, hay gọi là tâm thẩm tra, gọi là tâm kiểm tra Santirana? Thế thì tại sao cái tâm quan sát vẫn xem như là nương lục môn mà nương bất định, nương tới sáng bất định? Ở đây xin thưa rằng là vì những cái tâm quan sát này, ba tâm quan sát này, ngoài cái việc mình nên làm chức năng kiểm tra, thì nó còn làm cái chức năng nữa là cái chức năng na cảnh, hay là hưởng, gọi là dư hưởng ta đà la ma đa. Và hễ mà nó làm dư hưởng đó, thì trong lộ ngũ môn, nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ngay cả trong lộ ý môn, nó cũng là việc dư hưởng được. Ý môn cũng có chót động lực, ế chót na cảnh. Cho nên lúc đó gọi là bất định. Còn tâm tiếp thu thì thà thì nó không sanh, nhưng mà hãy sanh là phải sanh nương vào lộ ngũ nhất định. Cho nên gọi là nhất định nương ngũ môn. Tuy nhiên ở đây chúng ta phải nhớ rằng cái tâm thẩm tấn, cái tâm kiểm tra hay là cái tâm thẩm tra thọ hỷ á, thì nó chỉ làm hai việc, tức là làm việc cái chức năng kiểm tra hay chức năng thẩm tra thẩm tấn, gọi là tỳ rinh á, cái chát.
và ta đà la bà na ki cha. Thì do đó lúc đầu nó cũng phải phải lương môn, không môn này thì cũng môn khác, không nhãn môn, môn nhĩ môn cũng là nương lưỡi môn, chứ không thể nào không nương môn. Còn riêng về hai cái tâm thẩm tra mà thọ xả đó, thì có lúc lúc nào mà sanh ở trong lộ ngũ hay là lộ ý thì nó nương môn, nhưng mà lúc nào nó đóng cái vai trò là cái tâm bát thí sa thí tục sinh hay là phá quan gán hậu kiếp và chú tí chí tá là tâm tử, thì lúc bây giờ nó làm cái tâm hậu kiếp thì đương nhiên là có hậu kiếp đức dòng phá quan của bát thí đó, thì do đó cho nên nó không nương môn. Quý vị nhớ hãy, bởi vì chính nó là ý môn, lúc mà nó đóng cái vai trò là tâm hậu kiếp dứt dòng thì chính nó là ý môn, do đó thì nó không mưng đương nào cả. Chúng ta nhớ vậy. Thì một vài điều chúng tôi xin chia sẻ với quý vị, và cái đó chúng tôi cũng nói thêm cho quý vị nè, là đối với chính tâm quả đấu đại đó, chính tâm đạo quả đấu đại nó không có nương môn nào cả. Tại sao? Vì tâm quả đấu đại nó chỉ làm có ba cái chức năng là tục sinh, hậu kiếp và tử, chỉ làm ba chức năng thôi, nó không phải giống như là cái tâm đại quả và cái tâm quan sát quả bất thiện quả thọ xả. Vì tám tâm đại quả và tâm thẩm tra, hai tâm thẩm tra thọ xả đó, thì ngoài cái chức năng tục sinh hậu kiếp và tử ra thì nó còn làm cái chức năng gọi là ta đa la ba na, là hưởng cảnh dư. Nhưng mà đó là cái tâm quả dục giới mà hưởng cảnh dư, chứ còn nếu mà cái tâm sắc giới vô sắc giới thì rồi cái cõi trời sắc giới vô sắc giới, những cái cõi đó phạm thiên trong cái lộ tâm không có cái tâm na cảnh ta đa la ba na. Và do vậy cho nên cái tâm hữu phần, tâm hậu kiếp của các vị phạm thiên cõi đó không làm cái công việc, làm cái công tác hay là làm cái chức năng ta đa la ba na được. Và do vậy không bao giờ chính tâm quả đấu đại lại nương môn. Chắc có lẽ là tối nay quý vị hơi bị đau đầu hay là chút xíu nữa ngủ thì quý vị nhớ xả ra cho để thôi nằm chim bay ác mộng, bởi vì khó hiểu quá, khó nhớ quá. Thôi thì bây giờ chia sẻ với quý vị bao nhiêu thôi. Xin kính thỉnh thượng tọa giáo đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Sa thuộc cái đình thượng tọa sư, mà sư huynh còn đang ở trước máy, sư huynh còn chỉ chia sẻ một cái việc nó hơi ngoài đề tài một chút xíu đó, là thường thường những người học Phật pháp nói chung và những người học kinh Tạng không mà không biết tăng pháp nói riêng, thì đôi khi thực tình nói rằng mình học cái đó nó phải thiết thực, nó phải có lợi ích gì đó, nó có lợi lạc gì đó mới học. Còn khi họ đi vào tăng pháp thì nhiều lúc mình học mình cảm thấy rằng sao mà những thứ này nó không có cái lợi ích gì hết, và mình phải nhớ chỉ cho nó cực cái đầu. Ví dụ như mình nói là nhãn căn là nhãn vật, đó cũng là nhãn môn. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về ý thì ý giới rồi là khác, mình nói ý vật là khác, mà chúng ta nói là ý môn là khác. Thì những cái chuyện mà như vậy có nhiều người phải rắc rối.
Nhìn rồi rắc rối vẫn nó chẳng có gì đáng để học hết. Nhưng mà khi chúng ta học Tăng Pháp thì chúng ta thấy rằng những điều này rất là quan trọng, đều phải biết phân biệt, phải nhớ. Thì bằng cái kinh nghiệm cá nhân từ tự siêu thì những cái sự tinh xác, những cái sự phân biệt rõ như vậy đó, nó có lợi lạc gì cho cái sự học Phật, cho học Thắng Pháp nói riêng và học Phật Pháp nói chung. Xin kính thỉnh Chư Tổ quan hỷ trở lại. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, nếu một người bình thường, chúng ta nói là chúng ta học Thắng Pháp chỉ để chúng ta thấy được cái các pháp hành, các pháp hữu vi là vô ngã, không có cái gì nó là độc tôn, nó là bản ngã độc tôn, cái gì cũng phân tích chia chẻ ra đó. Thì có đôi lúc đó, nếu mà chúng ta học chỉ với cái mục đích là để tỏ ngộ được cái lý vô thường vô đau vô ngã thôi, thì như vậy chúng ta khỏi cần phải nhớ nhiều về cái trường hợp cái thành ngữ hay là cái thuật ngữ gọi là nhãn môn, nhãn xứ, nhãn vật, nhĩ môn, nhĩ xứ, nhĩ vật, chúng ta không còn nhớ cái điều. Nhưng mà với một người mà họ chuyên sâu về Tỳ Đàm, A Tỳ Đàm, nhất là khi vị ấy còn phải đọc sơ giải Atthakatha hay là phân tích chi pháp để giảng dạy vân vân, thì vị này buộc lòng ba cái thuật ngữ đó, môn, vật và xứ, ba thuật ngữ này vị này phải phân biệt rõ ràng. Tại sao phân biệt rõ ràng? Là khi mà cái chỗ nào mà nói rằng những cái tâm nó sanh khởi nơi nhãn môn, nhĩ môn, thì lúc đó là mình biết môn đây là nói tổng quát, do vậy cho nên mình tính cái số lượng tâm nó không có sai. Còn nói tâm này, những tâm mà nương nhãn vật, thì lúc đó chúng ta chỉ cô động giới hạn có hai tâm nhãn thức thôi. Còn khi mà nói tâm này nó thuộc về ý xứ bất cảnh pháp, thì trong trường hợp này là chúng ta nói hết tất cả 124 tâm biết cảnh pháp hết. Tâm nương môn, nương vật thì được, nương ý môn, nương ý vật, nhưng mà không có tâm nào nương ý xứ. Ý xứ là cái cơ quan biết cảnh, Ajatana gọi là nhập cái cơ quan biết cảnh, nó chỉ vai trò nó là biết cảnh. Thì do đó cho nên khi mà gặp những cái thành ngữ, gặp những cái thuật ngữ như là Mano Dwara hay là Mano Chakhu Dwara hay là Chakhu Vathu hoặc là Chakhu với tài năng, thì trong trường hợp này vị đó phải nắm chính xác về cái chi pháp để khẳng định được cái chính tâm và đá, tức tâm sanh nương nơi các cái trường hợp nhãn môn, nhãn vật vân vân, là phải nói rõ gì. Cho nên ở đây khi mà có những vị họ nói là có cần thiết không khi phải nhớ được những cái trường hợp này, thì chúng ta nói rằng tùy. Có một số người đối với họ thì rất là cần thiết, nhưng mà có một số người thì không cần thiết phải nhớ gì.
Cho nên ở đây khi mà chúng ta học về thắng pháp, chúng ta phải chịu khó đứng khách quan một chút, chứ không phải là chúng ta thấy khó nhớ khó hiểu, chúng ta thấy nó khô khan, chúng ta phủ nhận một rô, nghĩa là học cái này không có lợi ích gì. Làm sao không có lợi ích được? Không có lợi ích với bạn thôi, nhưng mà đối với những người khác thì có lợi ích chứ. Người ta cần phải nắm được rõ để người ta suy tầm những cái chi pháp của nó, đường đá này nó. Thì ở đó đó, chúng ta phải hiểu rằng là tùy theo trường hợp mà chúng ta nói. Chứ nếu mà nói rằng là không có lợi ích như vậy thì các ngài đâu có viết ra, đâu có soạn ra làm chi. Và chúng tôi cũng xin thưa với quý vị là chúng ta đừng có nghĩ rằng những cái con số ở đây được dùng xài ở trong thắng pháp tập biểu luận là của đời sau trước tác, không phải vậy. Quý vị nào mà có đọc ở trong Dhammasangini bộ pháp tụ, tức là cái phần Nikkhepa và Abhutthara ở phía sau, tức là cái phần lược giải và luận giải, lược giải và lý giải cho đầu đề tam, đầu đề nhị, nhị đề kinh đó, thì quý vị sẽ thấy những con số ở trong đó ghi nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên nếu mà không có lợi ích là Đức Phật hay tôn giả Sariputta ngài không có thuyết, không có nói lên chi. Rồi đời sau này như ngài Anuruddha khi ngài soạn ra cái quyển Tháp Pháp Tập Yếu Luận, ngài cũng phải dựa vào ở trong Dhammasangini bộ pháp tụ chánh tạng nhiều pháp để ngài nói ra. Thành thử ra chúng ta đừng có ngại, hay là chúng ta đừng có phủ nhận vội vã, cho rằng cái này học không có kết quả, học không có lợi ích. Không phải vậy, nó có lợi ích, có kết quả. Mình xin thú thật quý vị, nếu mà bản thân chúng tôi hay chúng tôi dân đẳng mà ngày xưa mà học ngày trình sử mà học không kỹ đó, là bây giờ đem giảng về pháp chúng tôi nói lộn xộn, nói không đầu không đuôi, nói cái này nó mâu thuẫn cái kia, cái kia mâu thuẫn cái nọ đó. Cho nên quý vị nên hiểu rằng những cái vị giảng sư này là những vị cũng phải học, phải nhớ những con số hay dở những cái thuật ngữ một cách rõ ràng minh bạch để mới thể giảng dạy cho chúng ta nghe được. Thế thì bây giờ quý vị cũng nghĩ vậy, bây giờ mình phải học cho kỹ để sau này mình còn có thể giảng lại cho những người kế thừa về sau này để họ biết, họ nắm, vân vân. Cái đó cũng có lợi ích cho chúng ta. Chúng tôi xin cung thỉnh thượng tọa giác trưởng trở lại Nam Mô Thầy. Sa thú kính trên thượng tọa thượng sư. Mà thượng tọa thượng sư muốn hỏi thượng tọa thêm một điểm này, lấy ý kiến thượng tọa và có thể quý Phật tử sẽ gặp cái khó khăn đó. Là khi chúng ta viết cái giáo trình thắng pháp đó, thì có những cái tâm mà nếu chúng ta không có biết chữ Hoa hay là không biết gạch nối đó, thì người ta tưởng đâu đó là cái câu ở trong cái chữ trong một câu, mà nó không phải là một cái danh từ riêng để gọi cho một thứ tâm nào đó. Và ví dụ như là chúng có nhiều vị đó tâm quan sát khi làm việc gì đó, thì nếu khi nó trong chữ tâm quan sát thì có nhiều vị họ soạn họ để cái chữ Hoa, tâm quan sát đều chữ Hoa hết, để họ biết rằng đó là một cái từ đặc biệt chỉ một thứ tâm. Nhưng mà nếu không để như vậy đó
thì người ta sử dụng gạch nối trong quan sát, mà gạch nối thì nó nhìn cũng nó hơi rườm mắt, nó hơi rườm rà, và đồng thời nếu mà chúng ta không để ý gạch nối hay không để ý cái chữ hoa đó, không để ý ảnh thì nhiều khi ta tưởng nó chỉ là một một cái động từ ở trong một câu văn thôi. Thì thượng tọa có gặp trường hợp này không, và thượng tọa có ý kiến nào về chuyện này, xin thượng tọa hoan hỷ góp ý chắc. Và để khi mà mình soạn giáo trình đó, thì mỗi người có thể nhận ra à, cái tâm đó ở chỗ đó phải chú ý ở loại đó. Xin kính thỉnh thượng tọa. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều này cũng là điều mà người viết cũng chú ý và cái người đọc cũng phải chú ý. Thí dụ như khi mà chúng ta xài động từ, thì mình nói là tôi quan sát cái hiện trường, tôi quan sát hiện trường. Hay tôi quan sát cái vùng đất đó, thì cái chữ quan sát đó là động từ, thì chúng ta khó cần viết qua, khó cần phải gạch nối. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói khi họ viết luôn tuồng, tâm quan sát có ba, thì người ta nghĩ là mình quan sát cái gì mà nó có ba điều. Do đó cho nên trong trường hợp này là chúng ta phải viết cái chữ quan bằng cái quy mà chữ hoa, để phân biệt, để cho, để gợi ý cho người khác biết rằng đó là tên của một thứ tâm. Nhưng mà tôi nghĩ một là mình để chữ hoa cho cái chữ quan sát, cho chữ quan thôi, nhờ cũng đúng rồi. Bởi vì hãy mà xài cái động từ quan sát xem xét đó, thì không có viết chữ hoa ngoại trừ ở đầu câu. Thì để như vậy thì nó sẽ hay hơn là cái chữ quan mà có gạch nối. Bởi chữ quan sát mà có gạch nối thì lúc bây giờ nó sẽ không thành một cái, nó không đúng với cái ngữ pháp. Một cái tiếng phiên âm á, thì có cái gạch nối, hay là một tên kép thì có gạch nối, nhưng mà một cái tên thường, cái danh từ thường, cái danh từ để gọi thì mình không thể gạch nối được, không thể gạch nối được. Mặc dù cái này thì nếu có thì cái lỗi lầm đó cũng chỉ nhỏ thôi. Cái lỗi lầm đó cũng chỉ nhỏ thôi, có nhiều khi người ta không thấy, người ta hiểu lầm, nhưng mà rồi sau đó người ta bất ngờ người ta bật ngửa ra, à thì ra cái chữ này viết vậy. Nó là tâm quan sát có ba. Và đừng nghĩ rằng khi mà cái tâm quan sát cái sự việc đó thì nó thấy ba trường hợp, không phải vậy. Mà cái tâm này tên gọi là Santirachitta, tức là tâm quan sát á. Tâm quan sát này có ba thứ, đó là hai quan sát thọ xả và một quan sát thọ hỷ, vân vân. Dù cho chúng ta đổi tên khác, quý vị, chúng ta đổi là kiểm tra đó, nó cũng có cái nghĩa là động từ nữa, tâm kiểm tra. Nhiều khi người ta không có nghĩ rằng đó là một danh từ, là tâm kiểm tra, như là tâm tham hay tâm sân, người ta không nghĩ gì, mà người ta nghĩ rằng cái tâm đó bắt đầu dò xét, tâm dò xét vấn đề gì đó, gọi là tâm kiểm tra. Người ta có thể kiểm tra bằng mắt,
có khi người ta kiểm tra bằng tâm cũng có. Cho nên ở đây chúng ta có sự thay đổi từ thì cũng vẫn nằm ở trong cái phạm trù ý nghĩa mà chúng ta cần phải chú ý là nên viết qua chữ đầu. Nhưng nói vậy chứ có đôi khi thú vị khi mà soạn bài nó thuận tay thì chúng ta cũng viết luôn, không có cần phải viết qua nữa. Cái này chúng ta cũng thú thật là không viết qua. Cũng như dấu hỏi dấu ngã, nhiều khi chúng ta không có ở không đâu mà đi tra từ điển để lấy dấu hỏi dấu ngã cho chuẩn xác. Chúng ta để cái dấu nó hơi nghiêng nghiêng đó thì ai cũng hiểu dấu hỏi hay dấu ngã gì cũng được, cho nó nghiêng đi, đừng có để dấu hỏi thì nó phải đứt, dấu ngã thì phải nằm. Còn này để chữ nghiêng nghiêng, ai cũng hiểu sao hiểu. cho nên ở đây chúng tôi có một vài điều chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi của thượng tọa Nhất Đản Như Vậy Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính trường tôi tự siêu rất tiếc là khi mà chúng ta đánh máy thì không có dấu nào nghiêng nghiêng, không có dấu hỏi dấu ngã, không có dấu đứng nó nằm thôi. Cái này cũng có vấn đề. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học về sáu mục và chúng ta nên ghi nhận rằng trong sáu cái phương diện quan trọng của tâm thức như Thượng tọa Từ Siêu có đề cập đến trong phần dẫn nhập đó là ngài Anuruddha, vì tác giả viết cái quyển Thắng Pháp Tạo Ý Luận đó, ngài đưa ra sáu cái bài này trước cái diễn trình tâm thức để chúng ta chuẩn bị cho diễn trình tâm thức. Nên chi khi mà quý Phật tử học về sáu môn ở đây có thể là mình học những cái đề tài này nó không liên quan gì tới những bài học trước, nhưng mà quá thật là nó có liên quan rất nhiều, dạ rất nhiều, và để nó chuẩn bị cho cái bài học và những bài học sắp tới về diễn trình tâm thức. Ở trong Thắng Pháp thì có đề cập đến hai cái duyên gọi là tiền sanh duyên và hậu sanh duyên. Có những cái sanh trước trợ cho cái sanh sau, và có những cái sanh sau trợ cho cái sanh trước. Lấy ví dụ như là kỳ rồi là có cái cơn bão tuyết qua mùa, do đó bây giờ có một số các cây mà phải cắt bớt vì nó chết nhiều, thì cái đó là cái bão tuyết cũng đi trước mà nó để lại cái hệ quả, rồi bây giờ mình phải cắt cái cây để sao cho mấy cái nhánh khô chết nó cắt bỏ đi. Nhưng mà có những cái nó là trợ cái sinh trước, ví dụ như là hôm nay chúng tôi có làm cái cuộc triển lãm về cuộc đời Đức Phật bằng tranh tượng, và do vậy bây giờ ngay bây giờ phải có một số cái công việc làm, và công việc đó là để chuẩn bị cho cái cuộc triển lãm vào tháng 5 này. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình học bài mình hiểu rằng cái liên hệ giữa các bài học nó chặt chẽ với nhau, và có những bài trước giúp cho bài sau, có những bài sau bài trước. Nhưng mà đặc biệt là nếu cái chịu khó học về sáu cái phương diện này, như là chúng ta đã vừa học qua về các cái 14 cái chức năng chẳng hạn, 14 chức năng của tâm. Hôm nay chúng ta học về môn, tiêu diệt đến thì chúng ta học về cảnh. Thì dần dà chúng ta khi mà bước vào cái diễn trình tâm thức thì mình sẽ thấy được rất là rõ là những cái gì đúng là lợi lạc. Và hồi trước mình học, nếu mình nghe kỹ, thí dụ bây giờ ngày hôm nay quý vị nghe Thượng tọa Từ Siêu và chúng tôi trình bày, quý vị nghe kỹ một chút, thì tới phần về diễn trình tâm thức thì chúng ta sẽ thấy hoan hỷ và chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn. Riêng về
Một điểm mà chúng tôi có nhắc trong bài học và nãy thường tọa tự siêu cũng đề cập đến, và bây giờ chúng tôi nhắc lại lần nữa là mình học thắng pháp ấy, đừng có áp lực nhiều quá đến nỗi mình bỏ cuộc. Chúng tôi có nghe ngài Ajahn Chah đó, ở trong một bài pháp này nói rằng có nhiều người đi tu thiền nhưng mà rồi họ giỏi ra không phải là vì tu thiền khó, là tại vì tự họ họ đặt ra quá nhiều điều kiện khiến cho họ không tu được. Thậm chí có người hỏi ngài vậy chứ, con thầy, con nghe ngài tu thiền con kính trọng lắm, con thích tu thiền lắm, nhưng mà con không thể tu thiền được tại con bận rộn quá. Thì ngài Ajahn Chah còn hỏi rằng vậy chứ có thì giờ để thở không? Thì hay giờ nó già có thì nó có thở được, nó tu thiền được, thì để ý hơi thở ra thở vô thôi. Dạ. Thì đại khái là ví dụ như là quý vị thấy nhiều người tu thiền đó, họ đến đó, họ đòi hỏi rằng mình phải ngồi thiền tốt, ngồi thiền bằng tâm định từ ban đầu, mình phải ngồi thiền chứng cái này đắc cái kia, và nếu được như vậy thì mình mới ngồi thiền. Cái đó mình tự mình làm khó mình. Học thắng pháp cũng vậy, học thắng pháp đôi khi mà học với tâm vô tư mà nó lại tốt. Chúng tôi cũng phải thưa một điểm rằng thượng tọa từ siêu và chúng tôi hồi còn nhỏ đó, học Bali với Hòa Thượng Minh Châu hay là học thắng pháp người Tịnh Sự đó, thì thật ra cũng có áp lực gì nhiều. Hồi còn nhỏ thưa quý vị, chỉ có điều là thầy dạy thì mình học, và đòi hỏi là mình phải làm cái gì hết. Nhất là ngày Tịnh Sự đôi khi ngày bắt học nhớ, nhớ này nhớ kia thì mình cũng nhớ theo, nhưng mà phải nhận rằng lớn lên nó mới thấy cái học đó nó có cái lợi điểm là cứ học chứ không có áp lực. Còn bây giờ có nhiều vị đi chùa là phải có cái gì hấp dẫn mới đi chùa, nghe pháp là phải có vị giảng sư giảng hấp dẫn pháp, mình học phải có cái môn nào hấp dẫn mình mới học, rồi cái nào mà mình nghe nó hơi hơi nhiều con số một chút, nghe nó hơi khô khan một chút thì mình không học, thì cái đó tự mình làm khó mình. Dạ. Như là nhiều vị mà sang bên Mỹ này đó, đôi khi mốc mình sợ, lái xe mình sợ, lái xe xa lộ mình sợ, hay là mình nghe mấy người xài computer mình sợ lắm, nhưng mà tới mình làm là ăn giống nhau thôi. Khi chúng tôi còn nhỏ mà ra bến xe, thưa quý vị, chúng tôi thấy nhớ xe cảng miền Tây, xe cảng miền Đông đó, một cái đám đông nhiều người như vậy, nhưng mà người ta có thể lui chiếc xe bớt to thì to họ lui được. Chúng tôi phục quá, chúng tôi nói rằng mình mà mình cầm lái xe không bao giờ có thể làm được chuyện đó hết. Dạ, tại cái chuyện mà di chuyển chiếc xe, nhưng mà bây giờ mình lái xe thấy bình thường thôi, người ta đông thì di chuyển chậm chút, mình từ từ chút rồi cũng có cách lèo lách rồi cũng ra được, không có chuyện gì khó về chuyện đó. Và có nhiều người bị dị ứng với computer, hãy thấy computer là thấy sợ, nhưng mà rồi bắt buộc phải làm với điện thoại với computer rồi mình cũng làm được. Học thắng pháp cũng vậy. Dạ, học thắng pháp chúng tôi nói hoài thì nghe cũng kỳ, nhưng mà sư trưởng sư hay nói là từ từ mà nhặt hoa rơi, ở cho có chí hơn người trèo cao. Thật ra cái câu đó cũng là một câu mà chúng tôi rất là tâm đắc hồi còn nhỏ cho đến lớn, là sự kiên nhẫn. Dạ, sự kiên nhẫn. Mình học tiếng Phạn, ví dụ toàn từ siêu dạy, quý vị một ngày một buổi học được 2-3 chữ cũng được, học lâu ngày thì tích tập. Mình học thắng pháp á, mình nghe nghe hiểu phương diện này, nghe hiểu phương diện kia, đừng có đòi hỏi là mình phải hiểu hết, hiểu rõ. Cái chuyện mà ví dụ thượng tọa từ siêu nói 5 phút, cái chuyện thượng tọa từ siêu nói 5 phút là cái chuyện thượng tọa học mấy chục năm, bây giờ thượng tọa nói 5 phút mà quý Phật tử phải hiểu hết á, thì chuyện đó nó không có được, giờ nó không có được. Thành ra nghe được cái nào thì nghe, lượm lặt được cái nào lượm lặt, nhưng mà nói cho người Mỹ là mình nên nhẹ nhàng chút, take it easy, đừng có nặng nề quá. Chúng tôi nói điều này là bởi vì chúng tôi ngại là quý vị càng học quý vị cảm thấy ủa sao mình càng học thì càng cảm thấy mù mờ, càng học càng cảm thấy khó hiểu, càng học càng cảm thấy nhiều thêm. Nhưng mà thật sự thì cứ thoải mái, và cứ thoải mái từ từ rồi mình sẽ đi đấy. Chúng tôi rất tin tưởng ở một điều rằng mỗi chúng ta đều thấy được một cái nguyên tắc, đó là cái sự kiên nhẫn luôn luôn cho chúng ta những phần thưởng rất là đáng giá, dù là trong chuyện học, chuyện hành, dù là trong đời sống làm việc bất cứ chuyện nào. Kiên nhẫn
khoan thai, nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ lượm nhặt được những cái những điều, những phần thưởng rất là tốt ở trong cuộc sống. Thì đó là cái niềm mong mỏi của tất cả chư tăng, chư vị giảng sư cùng đối với quý Phật tử vào tham dự những chương trình học Phật pháp ở đây. Xin được trên trụ tọa tu sư đã dành thời giờ cho giáo trình này, và kính đảnh lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Mai này, ngày mai quý vị chúng ta sẽ có một bài trong giáo trình tương ứng bộ, và vị giảng sư là trung tọa tu sư. Chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớp sứ nguyên niệm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu.